Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Long, thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Vĩnh Long và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vĩnh Long là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có truyền thống yêu nước hào hùng, con người hài hòa, thân thiện, văn hóa đặc sắc miền Tây, có vùng sông nước, rừng ngập mặn. Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng. Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long xác định một trục động lực phát triển tuyến quốc lộ 1 đi qua thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, thị xã Bình Minh, hai hành lang kinh tế dọc sông Hậu, dọc sông Tiền và sông Cửu Chiên, ba đột phá phát triển hạ tầng, lĩnh vực chủ lực, nguồn nhân lực, bốn trụ cột tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, đô thị, năm nhiệm vụ trọng tâm, cơ chế chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế tư nhân. Theo quy hoạch tỉnh Vĩnh Long lựa chọn tập trung phát triển các ngành kinh tế quan trọng đúng với tiềm năng lợi thế, trong đó phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh, phát triển du lịch trên nền tảng các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái, sông nước, miệt vườn, trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phát triển nhanh một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, trọng tâm là các ngành có khả năng sử dụng đầu vào là các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, quy hoạch của tỉnh Vĩnh Long được ban hành nhằm xử lý hai nhiệm vụ quan trọng: tìm ra tiềm năng, cơ hội và nhận biết những khó khăn, thách thức, hạn chế để hóa giải, khắc phục. Việc ban hành đã quan trọng nhưng việc thực hiện, đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả còn quan trọng hơn. Nguyên tắc đã xây dựng phê duyệt quy hoạch rồi thì phải thực hiện cho tốt, bám sát quy hoạch, bám sát tính ổn định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh không cần thiết. Nhiệm vụ của tỉnh Vĩnh Long thời gian tới phải khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, với tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh cần huy động tối đa sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển, tập trung đầu tư vào kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị. Thủ tướng cũng gợi mở tỉnh cần quan tâm, ưu tiên cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư để đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn có tiềm năng, đồng thời phát huy nội lực khai thác tốt hơn nữa tiềm năng để đột phá, vươn lên thành tỉnh khá, tỉnh thuộc nhóm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật, thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cần xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh, luôn đồng hành ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh bằng năng lực và kinh nghiệm, tri thức, chuyển hóa lợi thế tiềm năng của tỉnh Vĩnh Long thành sản phẩm, công trình, dịch vụ cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đối với các bộ, ngành trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp, kịp thời hoàn thiện các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách liên quan, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long để đánh giá thực trạng, có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu phát triển của tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái bền vững, có trình độ phát triển khá so với cả nước. Tại hội nghị, Vĩnh Long đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trao biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác cho đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư.